Zaikai, siêu đô thị mới tại Nam Sài Gòn do tập đoàn VGSI đầu tư, quy mô 349 ha. Thành phố thu nhỏ gồm đầy đủ các tiện ích nhà ở, trường học và bệnh viện. Biệt thự đơn lập Zaikai nằm trong khu compound Zai River County 1, khép kín với quy mô dự án 349 ha. Xét về những căn biệt thự đơn lập được đánh giá rất cao khi sử dụng cho mình công năng riêng biệt như là có sân vườn riêng và view trực diện sông, và đó cũng là ưu điểm lớn nhất. Biệt thự đơn lập là dòng sản phẩm có số lượng lớn nhất của dự án, được nhiều gia đình lựa chọn bởi tiếng riêng tư và tầm nhìn ấn tượng tuyệt đẹp. Với thiên nhiên xanh mát bao quanh, Zai River County 1 mang đến cho chủ nhân các biệt thự với cuộc sống tiện nghi và thanh bình đáng mơ ước. Sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay chính là căn biệt thự đơn lập với chiều ngang là 15, chiều dài 20, cộng thêm 150m2 sân vườn, xây dựng 2 lầu áp mái, đối diện bờ sông đường 16m, hai mặt tiền trước sau, hướng Tây và Đông. Bên cạnh đó được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng, phần móng đến từ Đông Dương, mặt bằng tổng thể đến từ EDAW, Chang, Joe Architects, GA Group. Kiến trúc cảnh quan, nội thất căn nhà và thiết kế siêu đẹp đến từ ONG & ONG của Singapore. Bên cạnh đó, quý anh chị còn được đặc quyền sử dụng những tiện ích tại dự án Zaikai Nhà Bè, như là với 3 clubhouse. Đây là đặc quyền dành cho cư dân sinh sống tại nơi đây, với không gian sang trọng rộng rãi, cùng những chuỗi cà phê hay các khu vui chơi rèn luyện sức khỏe, hồ bơi. Công viên giác quan kết nối mọi giác quan đến cảm giác thư thái và an bình. Cùng với 3 khu công viên, đó chính là công viên bí mật, ẩn mình dưới những tán cây xanh lá xanh thẳm. Công viên ánh sáng, huyền ảo lung linh, tô thêm vẻ đẹp của khu đô thị Zaikai vào ban đêm. Và cuối cùng là công viên hoang dã, mang đến cho cư dân không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Dự án GS Metro City Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. GS Metro City là khu đô thị lớn tầm cỡ phía Nam Sài Gòn, với quy mô rộng lớn lên đến 350 ha, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững tiện sử dụng, đáp ứng nhu cầu của số đông đại chúng, hứa hẹn sẽ là khu đô thị lớn nhất vùng Nam Sài Gòn khi hoàn thành. Và để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự hay quý anh chị có nhu cầu ký gửi sản phẩm, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc để lại bình luận phía bên dưới. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau. Chúc quý anh chị có một ngày bình an và vui vẻ.